Xin chào tất cả các anh chị cô chú ạ. Hôm nay nhà em có một ít mũi khoan, hàng này hàng SEAL thanh lý nhá. Em quay video giới thiệu, ai có nhu cầu mua hàng thì alo hoặc nhắn tin trực tiếp cho em theo số điện thoại. Số điện thoại đây ạ. Số điện thoại đặt hàng 0975 275 636. Bên dưới là số điện thoại của nhân viên kỹ thuật 082 731 1983. Có ship hàng toàn quốc, mọi người mua hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Địa chỉ của em ở Lê Lợi Thường Tín, Hà Nội đây ạ. Ai ở gần có thể đến tại cửa hàng của em để mình xem trực tiếp và mua trực tiếp cũng được ạ. Đây là địa chỉ của em nhé. Rồi bây giờ em sẽ quay vào từng mã sản phẩm hôm nay này. Mọi người chốt thì cứ chốt cho em theo mã số thứ tự 1234 là được nhé. Còn thì hôm nay là đồng giá là 50.000 một cái mũi khoan. Có một loại là 50 và một loại là 40 thanh lý luôn nhé. Xem nhanh để nghỉ Tết đấy ạ. Sắp Tết rồi. Hàng này nó ở cái lô dụng cụ ấy, mà đợt vừa rồi em có về nhiều ấy, nhưng mà đợt này nó không có mấy nên là nó còn có ít thôi, nên em quay video thanh bán giá ok luôn nhá. Mọi người cứ chốt cho em theo số thứ tự 1234 là được. Đây đầu tiên là quay sang mũi đục trước nhá. Mũi khoan đục này. Đây. Mũi nhọn này. Tổng chiều dài tất cả của nó là 30 cm nhá. 30 cm này. Còn cái phần kẹp này không biết là nó có 3 đoạn này, em thực ra là không biết đo kiểu gì đâu. Em cứ đo theo ba chỗ luôn nhá. Chỗ nhỏ nhất này của nó là được 12 này. Chỗ này là được 14 này. Còn chỗ to như này là được 19 nhá. Đấy mọi người xem em nhá. Chỗ này là 12 này. Chỗ này là, đây mình đo lại này. Chỗ này là 12 nhá. Còn chỗ này là 14 này. Đoạn này là 14 này, đoạn to hơn này. Còn to hơn nữa là đoạn này là 19 này, 19 nhá. Đây là mã số 1 50k. Mũi khoan đục là đồng giá 50k nhá. Rồi tiếp theo mã số 2 này. Mã số 2, cái đoạn này nó là lục giác này. 13 này. Chỗ này là tròn này. Là 17. 17 nhá. Đó. Đoạn này đo lục giác là được mười mấy đây? 13 nhá, 13 nhá. Đây là mã số 2 50k này. Đó. Cái này mọi người xem thấy phù hợp với việc của mình thì đặt hàng mua nhá. Tổng chiều dài của nó là 33 cm này. 33 cm nhá. Mã số 2 này 50k. Này. Cái mũi này rất là nặng này, mã số 3. Tổng chiều dài 30,5 cm. Đây cái này, chỗ này lục giác của nó là được lục giác 13 nhá. Chỗ này là lục giác 13 này. Còn chỗ tròn này là được 17. Chỗ tròn này là 17 nhá. Đây là mã số 3. Mã số 3 là 50k này. Số 4. Số 4 tổng chiều dài là 50 cm nhá. Tổng chiều dài 50 cm này, mũi xoắn này. Và cái đầu mũi của nó đây nhá. Cái phần trên này là đây, cái đầu tròn nhỏ này của nó là kẹp được 13 này. 13 nhá. Còn chỗ trên chỗ này là được 17, 17. Đó. Đây là mã số 4, mã số 4 là 50k. Cầm nặng quá, nặng mỏ cả tay. Tiếp theo số 5 này. Số 5 tổng chiều dài là 28 cm. Tổng chiều dài 28 cm nhá. Chỗ này là lục giác này, lục giác là 13 này. Còn chỗ tròn này là của nó là được 17. Chỗ này lục giác là 13 nhá, còn chỗ phần tròn này là 17 này. Đây là mã số 5, 50k. 50k mã số 5. Mã số 6.
Mã số 6 tổng chiều dài của nó là 49cm nhá. Tổng chiều dài này 49cm. Cái đầu lục giác này của nó là được 13 này. Cái phần tròn này của nó là được 17 nhá. Đó. Đây là mã số 6. Mã số 6 50k. 50k mã số 6 này. Tiếp theo mã số 7. Tổng chiều dài là 30cm nhá. Tổng chiều dài là 30cm này. Cái chỗ tròn này là được 17 này. Chỗ lục giác này này. Chỗ lục giác này là 19 này. Đó. Đây là mã số 7. Mã số 7 50k. Tiếp theo mã số 8 này. Mọi người ai thấy mũi nào ok thì hợp với công việc của mình thì đặt hàng mua nhá. Đây là mã số 8 này. Mã số 8 tổng chiều dài là gần 28cm nhá. Gần 28cm này. Chỗ lục giác này là được 13 này. Chỗ tròn này là được 17 nhá. Chỗ tròn này là 17 này. Còn chỗ lục giác này là đo đã kẹp được 13 nhá. Đây là mã số 8 50k. 50k mã số 8. Tiếp theo số 9 này. Số 9. Số 9 là 28cm. Tổng chiều dài 28cm. Cái này lục giác của nó là được 13 này. Còn chỗ tròn này của nó là được 17 nhá. Đó, đây là mã số 9. Mã số 9 50k. 50k mã số 9. Số 10. Số 10 tổng chiều dài 31cm. Tổng chiều dài 31cm. Chỗ này được 7,5cm. Chỗ tròn này của nó là kẹp được 13 nhá. Kẹp được 13 này. Còn cái chỗ lục giác này của nó, lục giác này của nó được 17. Chỗ lục giác này là được 17 nhá. Đây là mã số 10. Mã số 10 50k. 50k mã số 10. Tiếp theo, cuối cùng mã số 11. Một cái mũi nhọn này. Tổng chiều dài 30cm. Tổng chiều dài 30cm nhá. Cái phần lục giác của nó kẹp là được 10 mấy đây? Gần 15. Gần 15 nhá. Còn cái phần tròn này của nó là kẹp được 17 này. Kẹp được 17. Đây là mã số 11. Số 11 là 50k. Tiếp theo đến chỗ hàng mũi khoan. Mũi khoan bên trên này đây. Hàng mũi khoan này hôm vừa rồi em có sale rồi đấy ạ. 50.000 một cái đấy. Nhưng hôm nay là còn một ít là mũi nhỏ hơn. Còn ít mũi nhỏ hơn là em sale là 40k một cái nhá. 40.000 một cái. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Còn 26 cái nữa. Các cái mũi khoan này thì em không biết đo kiểu gì. Tại vì hàng này không phải hàng chuyên của bên em này. Không phải hàng chuyên. Hàng này để thì cũng chắc mấy tháng rồi. Hàng này em để mấy tháng rồi. Tại vì em không phải hàng chuyên bên này. Nên là em không dành lắm. Nên không biết đo kích thước đâu. Mọi người mà nếu mà có Zalo thì vào Zalo em chụp màn hình cho mọi người chọn cái nào. Thì em đo cái đấy theo hướng dẫn trên Zalo của mọi người hướng dẫn cho em nhá. 40.000 một cái nhá. Này, có một cái mũi này to lắm này. Cái bên em là không chuyên mấy cái hàng này nên là thanh lý nhá, thanh lý là 40.000 một cái. Hoặc là như quay như này nhá, quay như này để màn hình rất là rõ này. Mọi người mà cần cái nào chụp màn hình đánh dấu vào cho em, chụp màn hình đánh dấu mà xong rồi
Để em chụp chi tiết vào trong Zalo cho mọi người xem nhá. Em có đăng lên Zalo rồi ạ. Zalo là số điện thoại của em là 0975275636 nhá. Mọi người có thể kết bạn Zalo vào trong đấy để xem cũng được. Em có đăng rất là nhiều hàng lên Zalo. Bình thường hàng mới về em sẽ đăng lên Zalo luôn đấy ạ. Đây 40k một cái nhá. Đó. Rồi trên video của em là hôm nay có những loại như vậy. Mọi người cần mua loại nào thì alo hoặc nhắn tin trực tiếp cho em nhé. Rồi em xin kết thúc video ở đây ạ. Hẹn tất cả các anh chú ở những video tiếp theo. Mọi người nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông báo, nhấn cho em một nút chia sẻ để luôn theo dõi được những video mới nhất bên em đăng lên kênh mỗi ngày ạ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.